Thi Thiên trân trọng kính chào quý thính giả của Sóng Đạo. Rất vui hôm nay được trở lại với chương trình đọc truyện Viết cho niềm tin. Giới thiệu đến quý thính giả một tùy bút của Thi Thiên mang tựa đề Lily, tên gọi của chàng. Bông huệ của trũng, bạn tình ta ở giữa đám con gái, như bông huệ giữa gai gốc. Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người, người chăn bày mình giữa đám bông huệ. Nhã ca đoạn 2, câu 1, câu 2, 16. Hoa lily còn gọi là hoa loa kèn, bách hợp. Hoa huệ tây trắng, tên khoa học Lilium longifolium thân, là loại hoa thuộc chi loa kèn, có nguồn gốc từ Nhật Bản và các nước châu Âu. Ở Việt Nam được trồng tại Đà Lạt từ năm 1945. Vì nơi đây có khí hậu ôn đới rất phù hợp với đặc tính của lily, sau đó phát triển dần qua các tỉnh khác. Trong các loài hoa du nhập vào Việt Nam như loài hồng, cẩm chướng thì lily được người tiêu dùng ưa chuộng. Lily màu trắng pha thêm chút xanh và mùi hương thơm dịu. Một cành hoa thường có từ 1 đến 3 bốn hoa. Lá hoa dày màu xanh hơi vàng, thân hoa là củ nằm dưới đất, cành lá ở phần trên. Cành hoa tương đối cứng nên ít bị đổ gãy. Hoa lily nở vào dịp tháng 4 và chỉ nở rộ trong nửa tháng. Vì vậy, vào giữa tháng 4, ở đâu ta cũng gặp hoa lily tràn ngập phố phường, sau đó thì trở nên quý hiếm. Người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã từng tôn vinh lily trắng lên ngôi cao nhất của các loài hoa. Trong các lễ cưới Hy Lạp và La Mã bấy giờ, các cô dâu đội trên đầu vòng vương miện lily trắng trang hoàng như biểu tượng của sự thánh khiết. Vậy mà lily cũng là biểu tượng của cái chết và được đặt trên các ngôi mộ. Ngày xưa, người ta còn nghĩ rằng lily tự mọc trên những ngôi mộ của những người trong sạch, vô tội mà bị xử oan. Lily cũng là một bông hoa phổ biến trong văn minh cổ Do Thái cổ. Từ Hebrew, nghĩa là Do Thái cổ của lily là Susan, và là bông hoa thiêng của người Assyri cổ, được nhắc đến trong Thánh Kinh. Đất nước Do Thái trong thời Kinh Thánh thuộc khí hậu sa mạc, ngày nóng gắt, cháy da, đêm thì lạnh và khô. Nơi đây rất ít hoa, chỉ vài hoa nở rộ vào mùa xuân, nhất là lily. Lily được Salomon nhắc đến trong Nhã ca. Trong trũng, giữa chỗ gai gốc, lily cũng rực rỡ trên những cánh đồng. Trong sách Matthew bảo rằng dầu vua Salomon có sang trọng đến đâu cũng không thuần khiết và quý phái như lily. Hoa lily được các kiến trúc sư chạm trổ trang trí trên các trụ đền thờ do vua Salomon xây dựng, được chép trong Các Vua Nhất đoạn 7 câu 22-26. Ngôi nhà thờ nằm trên một ngọn đồi, xung quanh trồng nhiều cây cảnh, nhiều loại hoa mùa xuân. Một góc riêng chỉ trồng hoa lily. Tôi nhớ năm đó sau lễ phục sinh, mấy chị em cầm mấy chậu hoa từ dưới cây thập tự trong nhà thờ đem ra cắm xuống đất. Chị cắm 5 cây, sau một năm nhảy 10 cây. Mỗi cây có từ 3 đến 4 hoa, nở trong 2-3 tuần. Tháng 4 vùng Đông Bắc Mỹ đang vào mùa xuân, ấm áp và mát rượi. Nói đến hoa lily về màu sắc thì đa dạng: trắng, vàng, cam, hồng, hồng da cọp. Các cô thường dùng lily trắng để trưng bày cho ngày lễ phục sinh. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, thánh khiết của Chúa. Hoa lily có đặc tính sống lâu, lan rộng, sự sống, và chỉ cần trồng một lần thì sang năm vào mùa, cây tự ra hoa. Trong sách Ô-xê đoạn 14 câu 5 mô tả: ta sẽ là sương mốc cho Israel, nó trổ hoa như bông huệ,
và đâm rễ như ly ban. Ngẫm nghĩ, Chúa tạo ly ly thanh nhã, một loài hoa nở rộ vào tuần lễ Chúa Phục Sinh, mang nhiều ý nghĩa cao quý mà Chúa cho tôi hiểu được. Bạn thân tôi ấy, Giêsu Christ, lo lắng cho tôi trọn đời. Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong chúng hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu an ui lúc bối rối cho bình an, bảo rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mang. Thật Giêsu Christ như hoa huệ, như chính sao mai rạng người. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. I have found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my savior. He tells me every care on him to Phải chăng hoa ly ly mô tả vẻ đẹp của chàng? Một vẻ đẹp thanh tao quý phái, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Chàng là ai mà cao quý trong sạch đến thế? Chàng đến với thế giới trong đêm tĩnh mịch, giữa chốn ồn ào, phồn hoa đô thị. Chàng đến mà chẳng ai biết, chẳng ai hay. Hay chàng đến một cách quá bất ngờ? Không, chàng đến âm thầm trong nơi thấp hèn mà chỉ những ai nghiên cứu kinh sử mới biết, mới hiểu và mở rộng tâm hồn đón chờ. Chàng đã lớn lên như một đứa trẻ hiền hòa giữa nhân gian. Chàng sống một cuộc đời ngắn ngủi của tuổi thanh xuân mà cũng đủ chững chạc. 33 năm, nửa cuộc đời, để lại một lịch sử cho nhân loại. Cuộc đời của chàng là những bài học luân lý đạo đức, là những giá trị niềm tin, là một kho tàng vô hạn mà nhân loại miệt mài tìm kiếm không bao giờ ngừng. Chàng không phải một đấng mày râu bình thường như người ta tưởng, cũng không phải con người tầm thường trong trí tưởng tượng của nhà Pha-ri-si, thầy thông giáo. Chàng lạ lùng, khôn ngoan, quyền năng. Thân hình gầy guộc, khuôn mặt nhân hậu, ánh mắt nâu sáng ngời đem đến bao hy vọng cho những ai trò chuyện với chàng. Chàng thật hiền lành, chẳng bao giờ la mắng nặng lời. Nếu có, chỉ là những lời nhắc nhở, dạy dỗ. Đi đến nơi nào chàng cuốn hút già trẻ lớn nhỏ, phụ nữ, theo chàng hàng ngàn. Chàng hay suy tư, sâu lắng, hay đau lòng khi thấy đoàn dân đông như chiên không có người chăn. Chàng lại rất đơn sơ và giản dị khi vào đời, cho mãi đến khi thác. Đôi dép lê thê trên cát bụi, cái khăn trùm đầu, chiếc áo dài phủ kín theo chàng đi khắp bốn phương xứ Do Thái. Chàng chẳng có chỗ gối đầu. Chàng thường dừng chân bên bờ biển, giảng dạy rồi đồng thuyền với những học trò. Chàng thương xót người nghèo, đau lòng khi thấy người bệnh, mù, què, câm, điếc, thậm chí căn bệnh tồi tệ nhất của xã hội bấy giờ xa lánh, bị ném đá, đuổi ra khỏi đô thị sinh sống, bệnh phung. Rồi chàng chữa cho lành hẳn,
căn bệnh tâm linh, bệnh nan y mà con người ai ai cũng gặp, và duy nhất chàng có thần quyền phục hồi, làm cho người ta sống lại một đời sống mới hoàn toàn. Không gian yên tĩnh, môn đồ theo chàng mệt lả, không chống được sự yếu đuối của thân xác, nên tất cả ngủ mê. Chàng rất cô đơn bên tảng đá và thì thầm với ai đó. Đêm ấy, đêm cuối cùng bên những học trò thân yêu, giây phút chuẩn bị đương đầu với thương khó, người ta bắt chàng vô cớ, lôi kéo, đánh đập, sỉ vả. Kéo chàng lên ngọn đồi trơ trọc, gió hiu hiu, không đồng cỏ xanh. Chàng không hé môi xin giảm án hay bên vực cho số phận. Đứng trước hành hình, ai nấy đều sợ. Vì người ta không biết mình đi đâu và về đâu. Nhưng chàng biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Phải chăng mục đích chàng đến để ban cho tình yêu và sự cứu chuộc? Và cái giá đắt nhất mà chàng phải đi qua là con đường thập tự. Chàng chẳng một lời gì bên vực cho bản án của mình. Vì chàng có lầm lỡ hay lỡ lầm chi đâu, một chấm đen cũng không có. Chàng trong sạch và thuần khiết như hoa li li đang nở giữa mùa xuân. Phút cuối cùng sắp lìa xa cõi trần, thân xác héo mòn dần không một ngụm nước, thân xác gầy mòn lộ ra những cặp xương sườn với những vết thương đổ máu, máu từ trên đầu trán đổ xuống hông, bàn tay, bàn chân. Tim chàng co thắt lại những cơn đau như bị ai đó bóp nát, cào cấu, tan vỡ từng mảnh vụn. Tuy bị treo trên cây gỗ, trước sự đau đớn tột cùng, ánh mắt chàng vẫn trìu mến yêu thương cho số phận của nhân loại. Giây phút ấy thật thiêng liêng cho những tấm lòng biết thống hối quay về. Hãy quay về. Học trò của chàng tưởng đã vĩnh viễn người thầy yêu dấu. Họ trở về làng cũ, ngôi nhà cũ, gia đình, trở lại biển, hồi tưởng những tháng ngày hạnh phúc bên người thầy quý mến. Rồi ai nấy đau buồn, trở về chiếc thuyền nan ra khơi đánh cá. Học trò nghe tin báo chàng không còn trong mộ, liền chạy nhanh đến nơi để xem sự gì đã xảy ra. Ánh hào quang sáng rực nơi chàng nằm, tấm khăn liệm không nhăn nhầu mà được ai đó xếp lại ngăn nắp trên đầu giường. Tất cả trống rỗng. Xác chàng đâu rồi? Học trò trở về lại ra khơi. Có lẽ họ cũng mong chờ chàng xuất hiện một lần nữa, hay chàng lướt biển đến gần như chàng đã từng làm thế, để học trò còn có hy vọng, còn sự trông cậy, còn niềm tin nơi chàng. Khi còn trên đất, người người chứng kiến chàng từng vào một nhà tang lễ, trông người ta la, khóc om sòm, tiếng kèn inh ỏi, những nỗi đau thương mất mát của người cha có đứa con nhỏ qua đời. Chàng đã nắm tay đứa bé gái ngồi dậy và nó sống. Một người đàn ông chôn trong mộ 4 ngày rồi, chàng cũng đến thăm mộ và khóc. Chàng liền gọi Lazare, hãy bước ra. Và kỳ diệu thay, Lazare đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Chàng bảo, hãy mở cho người và để người đi. Chàng thật lạ lùng vậy mà phải chịu chôn trong nấm mộ kia sao? Hòn đá to trước mộ còn đó, lính canh mệt mỏi cũng ngủ gục. Phải có lính canh chừng vì sợ ai đó lấy xác chàng rồi loan tin chàng sống lại. Bọn chức trách chỉ có con mắt tầm thường để bảo vệ, chứ có tin gì về đấng phi thường đâu. Sáng sớm tinh mơ, các bà ra mộ thăm chàng. Khi thương nhớ người quá cố thì người ta thường tới lui thăm mộ, bày tỏ lòng thương nhớ, tiếc nuối. Đến nơi, hòn đá đã dời qua một bên, xác chàng không còn, tấm vải liệm rơi dưới đất, khăn trùm đầu xếp một cách ngay ngắn, gọn gàng ở một góc, như có bàn tay khéo léo dọn dẹp. Các bà hỏi nhau, ai đã đánh cắp xác chàng? Các bà bèn rơi lệ đau buồn. Bỗng
chàng xuất hiện. Ta đây, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Lời chàng như lời dạy dỗ cho những ai trông chờ và khao khát sẽ thấy chàng. Điều kỳ diệu mà con người không có thể làm được. Không ai xếp dọn khăn mà chính chàng mở mắt, ngồi dậy, xếp khăn và bước ra. Thiên thần hầu việc đã đẩy hòn đá và chàng bước đi một cách hiên ngang giữa ban ngày. Sự chết không cầm giữ được chàng. Chàng là sự sống thì làm sao chết được? Chỉ ngủ tạm thời, ngủ 3 ngày. Chàng sống lại với thân thể bằng xương, bằng thịt, dấu đinh trên tay và chân hẳn còn nguyên. Nhưng bây giờ thân thể chàng đã được biến hóa sau 3 ngày. Chàng không đi, không chạy nhảy, mà thường xuất hiện rồi biến mất. Trong chàng có cả nhân tánh lẫn thần tánh. Vì Jesus chàng biết và hiểu những bâng khuâng của học trò. Chàng đã xuất hiện nhiều lần sau khi sống lại. Học trò thấy, người người thấy chàng một cách lạ lùng và vui mừng. Người ta reo lên: Chúa đã sống lại! Như một tin vui đám tang vui. Học trò loan tin khắp địa cầu, từ người Do Thái đến người ngoại bang, không ngần ngại, gian khó, vượt hàng dặm đường xa biển cả mênh mông, rao báo tin mừng ấy. Sự chết và sự sống lại của chàng là một lịch sử duy nhất của nhân loại, là bằng chứng sống. Vì nếu chàng không sống lại thì đức tin anh em trở nên vô ích. Chàng là trái đầu mùa của sự sống, như hoa li li sống lại mỗi năm giữa mùa xuân. Chàng vẫn sống, sống động, sống mãi trong từng trái tim. Chàng là đấng từ trời xuống thế gian làm người, sống như con người, cảm thông, hiểu hết niềm vui, nỗi đau bệnh tật của con người. Chàng chính là nhịp cầu hay cái thang để nhân loại đến gần với Thượng Đế và thờ phượng Ngài. Chàng sống lại và về trời một cách vinh hiển giữa ngàn người chứng kiến. Và đó là sự thật, được ghi lại trong Thánh Kinh. Không phải truyện tiểu thuyết, mà bằng chứng sống tồn tại và có giá trị cho đến ngàn đời. Giá trị ấy thẩm định phước cho những ai chẳng từng thấy chàng mà tin vậy. Phước sẽ không ngừng. Phước như dòng nước từ trên cao cứ đổ, đổ xuống. Hỡi người khác, hãy chạy đến và uống. Nước của chàng là mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Khắp nơi, ai ai cũng nghe đến tên chàng Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đã đến chia đôi dòng lịch sử, làm thay đổi lịch sử của nhân loại. Thay đổi lớn nhất, chàng ban cho nhưng không tình yêu và quyền làm con Chúa Trời. Chỉ cần tin là đủ. Và từ đó, những con người được đổi mới, gia đình, xã hội và quốc gia đổi mới. Trải qua hơn 2.000 năm, tên tuổi của chàng hẳn còn đấy, như hương hoa li li nồng nàn tỏa khắp nơi. Li li tên gọi của chàng, được tôn vinh trên ngôi cao nhất của các loài hoa. Li li rực rỡ giữa trời xuân, mây mờ u ám tưởng chừng khuất che. Li li tinh bạch, sáng ngời dưới chân đồi và hòn đá xưa. Chàng đã sống một đời và chết, như li li tàn sau mùa phục sinh. Chàng sống lại sống mãi, li li thơm ngát sâu tận tâm hồn. Li li nực giữa những người con cái chàng, bừng sáng hy vọng đến cõi đời đời.
chàng đã đến một lần và sẽ trở lại tiếp đón triệu đoá ly ly hẳn còn xanh. Loại đang bơi dưới trũng, trũng tối tăm, trũng sự chết, chết dần, chết mòn và chết đời đời. Trũng tối tăm bao phủ bởi một màu đen mà cứ lần mò loay hoay, cố vươn lên, cố nhảy ra. Nhưng trũng sâu và cao, sức người thì giới hạn. Vậy mà Lily sống giữa trũng vẫn nở rộ một màu trắng ngần. Lạ thật, sự tối không giải cứu sự tối, chỉ có sự sáng chiếu vào. Đen và trắng là hai màu tương phản. Đen mãi mãi đen, khi nhỏ vài giọt trắng vào thì đen sẽ sáng dần. Sự thánh khiết của chàng đã hòa vào trũng tối tăm, nhưng không bị đồng hóa. Chàng lại nổi bật như ly ly trong trũng. Người Việt Nam thường dùng hoa sen là hình ảnh tiêu biểu cho nét thanh tao, trong sáng, cao thượng của con người và các bậc thần thánh. Ca dao ghi lại như sau: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại choen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Riêng tôi muốn mượn nhã ca để đáp lại: bông huệ của trũng, bạn tình ta ở giữa đám con gái, như bông huệ giữa gai gốc. Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người. Người trang bày mình giữa đám bông huệ. Ly ly trong chỗ gai gốc, chàng bị khinh thường là con người thợ mộc. Nghèo sống trong làng nhỏ, không tri thức như các rabbi hay thầy thông giáo. Vua thì phải sang trọng, giàu có, uy nghi, thông thạo. Đi đến đâu cũng được người ta tung hô hào quang chiếu sáng. Chàng chính là vua, vua muôn vua. Nhưng bị người ta bị đối xử như một tên tử tội. Vu oan nói lộng ngôn, bắt bớ, cấm giảng dạy. Con đường chàng đi đầy gai góc khó khăn. Chàng nhân từ yêu thương, không giành phần thắng bằng võ trang hay cuộc cách mạng quân đội. Tuy nhiên điều đó chàng vẫn có thể làm được với cả đội binh hùng hậu quyền lực. Chàng vâng phục chương trình của cha cho nhân loại, ấy là cái chết. Chết thay cho nhân loại trên thập tự giá, còn hơn để nhân loại cứ sống mãi trong trũng và gai góc. Vượt qua gai góc làm trọn sứ mạng của cha, chàng không nao sờn, vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong 3 năm chức vụ, làm trọn phận sự bằng tình yêu. Tình yêu khiến con người chịu khó hy sinh, vượt qua chướng ngại. Vì tình yêu xây nên hoài bão khát khao, thậm chí cống hiến một đời và chết cho tình yêu ấy. Ngày nay, những ai theo chàng cũng như hoa ly ly trong trũng và giữa chốn gai góc, đi trên con đường chàng đã đi qua. Vì đó là con đường hạnh phúc và duy nhất. Chàng hứa sẽ luôn mãi bên con người cho đến ngày tận thế. Chàng ở gần, giúp đỡ vượt qua bao nhiêu thách thức nguy nan. Giữa chốn ấy mà đời sống tỏa hương thơm là việc đáng để làm và xứng đáng với danh hiệu con trời. Không phải ai muốn cũng được. Nếu không mưa nắng không sương thì ly ly sẽ chết, lấy chi ra rễ. Tâm linh cũng héo mòn buồn tẻ khi chẳng đượm nhuần trong tình yêu chàng. Hẳn không nhận được ơn phước đã sẵn còn từ trong lời dạy dỗ của chàng. Cạn kiệt, mòn mỏi da bọc xương và suy dinh dưỡng từ thân xác đến tâm hồn. Ly ly kiêu hãnh khiến các loài hoa kia liếc mắt ghen tương. Người ta thường đem so sánh các vị công chúa, hoàng tử, xem ai xứng đáng với vị trí cao nhất.
rốt cuộc tất cả đều cùng một chỗ đứng chỗ ngồi. Hạt giống là lily, chắc chắn kết quả là lily và vượt trội loài hoa khác. Lily giữa người con chàng đã, đang và sẽ rộ trong những buổi sớm mai. Buổi sớm chưa chuẩn bị trang sức, chỉ mòn hai đầu gối dưới chân chàng, thì những giọt nước mắt không ngần ngại giấu vào lòng, tuôn rơi, ướt đẫm áo chàng. Lily trên cánh đồng xanh mơn mởn, ngã nghiêng rung rinh trong gió vào một buổi sáng đẹp trời xuân. Những tâm hồn và bàn chân băng qua con đường, lao nhanh đến ngọn đồi, hít thở làn gió nhẹ trước không gian rộng mở chân trời xa tít. Hương hoa li li thoang thoảng đâu đây, làm tâm hồn thật sảng khoái và đôi chân mát rượi dưới tấm lụa xanh. Rồi nắm tay nhau một vòng, reo hò, ca hát, dâng lên chàng hết cả tấm lòng. Chỉ có chàng đem con người vào đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh, để rồi được an nghỉ, học tập, lắng nghe tiếng chàng, để tâm linh đầy tràn những ơn lành, thỏa lòng khát khao. Chia sớt bao niềm vui trong công tác mục vụ, lòng nhiệt huyết hăng say, không cần ai bảo ai mách, thấy là nói là làm, nói về chàng. Rung lên nhịp đập, ôm lấy chàng trong vòng tay ấm áp. Tôi thuộc về chàng thuộc về tôi. Mối tâm giao xích lại gần hơn, càng ngày gắn bó như keo sơn. Tình đầu là tình cuối, sẽ theo tôi trọn cuộc đời. Tôi hiến dâng thân mọn cho chàng nắm giữ và bảo vệ chăm sóc. Còn gì phải lo, phải sợ, khi tôi là lily của chàng ươm trồng hơn hai thập niên qua. Tình yêu sâu đậm với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp và đôi ba lần sóng gió. Sóng gió không đến nỗi gây thương tích làm cho lily rũ rượi tàn héo, chỉ vài vết trầy trụa, chao đảo. Từ nơi gia đình, trường học, công sở hay chốn đô thị, những trẻ lang thang trên hè phố nghe và được mời đến để chiêm ngưỡng. Tôi tưởng mình đã mất, không còn yêu chàng và chọn cho mình một tình yêu khác. Có lần tôi nảy ra ý định phản bội chàng. Tôi đã đứng trước ngưỡng cửa tình yêu, nếu thì, bởi vì, cho nên và vô số điều kiện khác, nhưng cuối cùng chẳng được gì. Nếu có, chỉ tồn tại trong những năm tháng ngắn ngủi của đời người sống trên cõi trần. Còn tình yêu chàng, một tình yêu đời đời, chàng vẫn mãi yêu tôi, không bao giờ khước từ tôi. Chàng yêu tôi một tình yêu mặc dầu. Tuổi đời càng thêm, tôi thấy rõ đây là tình yêu cao thượng và quý giá nhất, có một không hai. Chàng chính là người chăn bày giữa đám bông huệ, và tôi là lily nhỏ bé trong vườn xinh xắn của chàng. Mỗi sớm thức dậy, sương phủ mờ, bóng ai xa, chờ đợi, đợi chờ ai, đôi chân dạo quanh vườn, tìm người tôi yêu dấu. Ngây ngất đắm say, chàng gọi tên, âm thanh vang vọng, ấm áp dịu êm. Vòng tay thương yêu nuôi tôi lớn từng ngày. Tình đầu là tình cuối, mối tình mặc dầu. Mặc cho đường còn trũng gai góc, tình yêu tươi mới hệt lúc ban đầu, xanh ngắt một màu thủy chung. Không xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lừa lính bao phủ xung quanh tôi, nên bốn tâm không bồi hồi. Nhờ mana chúa ban hồn đang đói thế no rồi. Rồi tôi bay lên nơi vinh quý thơ,
bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.